Hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn Konami Sansui 8080db các bạn nhé. Đây. Con này công suất danh định chính là 265W, các bạn nhìn chưa? Đấy, Great Power. Thế thế nào là công suất danh định? Công suất danh định tức là cái công suất có thể nói là tối đa nó có thể đạt được mà máy vẫn an toàn nhé. Mà trong từng thời điểm thôi chứ không phải liên tục. Ví dụ này, chúng ta nghe thi thoảng có tiếng trống ấy, hoặc là thì nó dồn lên. Thì bao giờ cái kim này nó đập lên gần đến kịch ấy, ở mức 8 ohm các bạn nhé, nó quy định, nó định nghĩa là như thế, chứ còn không phụ thuộc vào lớp volume là bao nhiêu các bạn nhé. Vì có thể là mình đưa cái mức tín hiệu vào đầu vào ấy, nó từ 0,7 đến 1,75, thậm chí 2V được tùy theo máy, nên là nó cũng không thể nói là ở volume bao nhiêu các bạn nhé. Đấy, nên là đánh ở trở kháng chuẩn của nó là 8 ohm. Thì cũng có con nó đề là nếu 8 ohm thì nó đề là từ 6 đến 16, con này đề chuẩn 8 ohm thì có thể mình đánh từ 6 đến 16 được các bạn nhé. Tất nhiên đánh ở 8 ohm là hiệu quả nhất, còn nếu đánh 16 thì sẽ không ra đủ công suất này. Cứ đánh 6 ohm ấy thì có thể ra công suất lớn hơn, nhưng mình không được lạm dụng, không được mở to quá nhé. Còn 4 ohm sẽ là bị thấp, nghe sẽ nguy hiểm cho máy. Thế mình nói qua về cái công suất danh định. Còn có máy thì nó sẽ đề là công suất trung bình, nhiều máy này công suất trung bình. Còn loa ấy thì thường ấy nó đề là công suất mắc, đa số để công suất mắc hoặc công suất này hoặc công suất cực đại ấy, hoặc công suất continuous handling power ấy, là có cái công suất là trong cái ngưỡng ấy, thi thoảng chống nó dồn lên ấy, mức đấy máy nó vẫn là hoạt động bình thường nhá, không bị vỡ tiếng. Đây chính là cái vỉ DB này, các bạn nhìn cái cáp này, cái này ấy, tức là trước khi mang cái mình người ta đã sửa ở đâu ấy, mà không phải ở nơi mình ở nhá, khác nhờ người quen ấy. Bạn nhìn là lay ra cuối cùng nó gãy cáp này, cũng phải lối này. Cái loại này thì loại về sau còn có một đời là nó bằng cáp, nhưng mà cáp dây điện các bạn nhá, nó đi liền một mảng này, thì cái đấy sẽ cũng gãy, nhưng cái cũng vẫn cứ bị, vì nó hay gãy ở ngay cái đầu hàn ấy, cứ gập ở cái đầu hàn đấy các bạn nhá. Đây nhá. Và mạch nó rất là khó, mạch hai mặt, các bạn nhìn cái này nó hơi tối, tức là nó có hai mặt và đồng thời nó lại kêu cái chuyển mạch nó làm đè lên, nên là mình không thể dở ra để mình thử được nhá. Bây giờ mình sẽ lật máy cái phía này mình kiểm tra. Đây chính là cái mạch DB các bạn nhá. Thì con này với con 9090DB là giống nhau, nó khác cái là con 9090DB là nó chạy 8 con đèn Toshiba các bạn nhá, còn con này nó chạy này, nó chạy là 4 con đèn này, muốn với hai con Sanken A747 và C116 bạn nhá. Còn con kia nó chạy đèn tô 8000 tô, con 90 công suất lớn hơn, biến áp to hơn, còn mạch thì gần như giống nhau hết các bạn nhá. Một số thông số thay đổi để cho phù hợp với công suất lớn thôi. Thì có thể có con 90 không phải gấp đôi con này. Để mình nói lại cái công suất danh định như thế nào. Hoặc là người ta có một số máy để mới ra đề là RMS các bạn nhá. Thì đấy là cái công suất, đấy là công suất, tức là như các bạn này, ở cái công suất đấy là máy thi thoảng nó lên thôi và máy vẫn trong tình trạng tốt, không ảnh hưởng gì nhá, và trong điều kiện trở kháng tiêu chuẩn mà như chúng ta nhìn kim ấy, lúc ấy nó đập lên gần kịch ấy đấy các bạn nhá. Chứ còn nó volume thì đôi lúc tín hiệu vào lớn này, các bạn nhìn này đấy. Các bạn có thể nhìn cái kim của nó đây này đấy. Nó để chỗ 100W là để là cái ngưỡng ấy, còn thi thoảng nó vẩy lên thôi nhá, còn kịch là không được các bạn nhá. Đấy, gọi công suất hay còn gọi công suất là RMS. Còn cái kiểu công suất PMPU này là còn là công suất đỉnh các bạn nhá. Cái này thì yếu ọt nhá các bạn nhá, gọi là công suất đỉnh. Thế là nhiều lúc các bạn phải có cái khái niệm đấy, hoặc nghe như một số cái máy nó đời đời mới này công suất tiêu thụ thì mình lại phải tính ra này, là cái đấy là cái công suất tiêu thụ của máy các nhá, thì bao gồm cả cái phần mà nó cho âm thanh ra và cả cái phần nó làm nóng mạch và nuôi các cái mạch khác, nuôi phân tần. Thì hiệu suất kiểu tùy từng máy, có thể cái AB ấy thì những loại của nội địa thì cũng chỉ rơi tầm 50% các bạn nhá, hơn chút thôi tùy theo máy. Thế còn ở đẩy thì hiệu suất nó sẽ cao hơn, còn class A thì còn thấp nữa nhá. Thế nên là vì nó làm nóng rồi thì các cái mạch nó nuôi mạch. Trở lại cái vỉ mạch DB này thì mình sau khi mình làm mình rút nghiệm là không mà mình tháo ra các bạn nhé, vì cũng có thể mình may mắn hơn là mình đã tiếp xúc rồi. Có một lần có cái máy nó tháo tung hết cả ra, mình tháo ra xong về sau mình phải câu dây hết lại trong cái cáp này, tức là cái đấy đã lát rồi thì mình cũng có điều kiện mình nhìn hơn. Thì lúc ấy mình vẽ lại cái mạch thì nó cũng không được kỹ lắm, máy nó khắc nó đòi
mình vẽ kiểu qua qua này thôi, mình ký hiệu chỉ có mình nhìn thấy thôi, thực ra rất là lâu khắc cho đỏ thì mình không vẽ được. Thì sau khi mình có được sơ đồ với cả các cái này thì mình có vẽ lại này, thì chắc chỉ mình nhìn mình nhiều thôi, tuy không hết được nhưng mà lần sau mình sẽ trên cái cơ sở này mình sẽ đỡ vất vả hơn các bạn nhé. Thì các bạn biết mình đã phải đánh dấu này đấy, cái máy này là đã thợ đã làm rồi các bạn nhé. Thì thường nó lỏng ấy chính là các cái điểm này các bạn, đây mình sẽ chỉ cho xem đây, các cái điểm này này nó lỏng các bạn nhé, nhưng cũng có khi là nó oxy hóa ở đầu bên kia đây, thì nó sẽ đi ra các cái đường khác, nó ở phía dưới cái này nó có một cái mặt nữa, một con IC nó nằm ở mặt kia các bạn nhé, và nó sẽ đi thế. Nó khó cái này, nếu trường hợp mình tháo này ra để mình rút cái cáp ra đi thì lại vướng cái chuyển mạch này, lại làm đè lên cái mặt in ấy. Mình cũng không thể dò được các bạn nhé. Thế lần trước mình đã có lần mà nó bị gãy cáp ấy, mình nhận cái máy ấy. Sau đó mình phải ngồi mình làm, xong bắt đầu mình tỉ mỉ mình lối từng cái một dây dài trước để mình làm, sau đó mình được rồi bắt đầu mình mới quay lại mình mới làm dây ngắn lại, mà trông nó vẫn cứ không đẹp các bạn nhé, nên là rất khó. Đây là những cái điểm này tại sao mình phải làm này, vì nó cứ chập tròn thôi, mặc dù mình đã hàn hết này rồi. Đây cái điểm này nó sẽ xuyên sang bên các mặt kia nhé, nó có mạch thì nó vẫn cứ chập tròn, chứ cái này nó không mất hẳn các bạn nhé, mà chỉ ở chế độ on DB thôi chứ không phải là toàn chế độ. Thế là mình đã phải chấp nhận để này, cũng không luồn được, bây giờ luồn này phải tháo ra thì cũng rất là xấu thôi, mình đi chấp nhận đi cái dây này nhé, vì hàn kiểu như này là không được, nó vẫn thi thoảng nó bị, mình bắt buộc phải câu lại các bạn nhé. Thì muốn câu được ấy thì mình lại phải nắm được cái sơ đồ kia. Đây mình sẽ đo thí điểm cho các bạn một vài cái đường mình nhớ, chứ mình không cần nhìn sơ đồ, mình làm quen mình nhớ, còn tất nhiên không thể nhớ hết được. Thì từ bây giờ mình có cái sơ đồ kia thì nó sẽ thuận lợi rất nhiều các bạn nhé. Ví dụ như cái đường này này, đây mình nói ví dụ cái điểm kim mình chấm đây nhá, thì đây nó sẽ thông cái đường này. Đây mình sẽ thông các bạn, đây nó thông đường này. Những cái đường này đường cơ bản thì mình nhớ. Thì các bạn nhìn nhá, đây nhá, mình chấm đây nhá, đây vào đây nhá, thì kim các bạn nhìn lên chưa? Đấy nhìn chưa? Đấy nhá, mình sẽ nhả ra này, đây. Nhớ chấm lại này. Đấy. Hoặc đường trên này thì đi ra đây. Những cái đường cơ bản đấy, tín hiệu cơ bản đấy thì mình nhớ. Đây nhá, ví dụ đây. Đấy, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này. Đấy. Thì đây là những cái đường cơ bản này mình nhớ, còn nó rất là nhiều. Vì mình không thể tháo nó sẽ hỏng mất, nên là không tháo các bạn nhé, hàn. Còn nếu trường hợp, những cái trường hợp mà phải lối dây này hãn hữu lắm, nó bị thì không nặng đâu các bạn, nhưng rất khó chịu đấy, vì nó có cái cứ bị từ đây xuyên xuống dưới này, bên dưới nó sẽ có một cái mạch đấy các bạn nhé. Mình sẽ thuận lợi hơn thì mình đã có sơ đồ với hai, mình đã được xem cái lật cái mặt này xem thực tế một lần nó bị hỏng. Thế nên là mình mặc dù lúc ấy mình cũng vội, mình không ghi lại hết, mình cũng chủ quan, mình em chụp ảnh thì về sau nó có ảnh nó mờ quá, không nhìn được, nó trừu tượng, nó còn mặt nọ mặt kia. Nhưng cùng may là đợt là sau có sơ đồ của ông bạn ấy thì ông mình sửa cái máy, chứ không như ông về kỷ niệm cho mình cái bộ sơ đồ này, phải nói là mình rất là quý. Mình sưu tầm khá nhiều sơ đồ, những cái máy mà cổ ấy có những rất là quan trọng các bạn nhé, làm nó sẽ rất là nhanh, giỏi đâu giỏi, nhưng nếu gặp một bên mới ấy, các bạn bệnh mới ấy, mà các bạn không biết gì về mạch ấy, thì khẳng định là sẽ mất thời gian, và có thể không là lằng nhằng là lọ sọ chai cứ lật ra này gãy mất, hỏng mất thêm mà các bạn nhé. Riêng mạch DB mình khẳng định là thực sự mà không ai nghĩ là nó dối như thế đâu, vì mình không các cái mình đi mò mà không biết nó đi đâu rồi. Đây các bạn nhìn này, các bạn biết đi nó đi đâu rồi, không thể biết được. Mình cũng chỉ nhớ được vài điểm đấy, mình cũng không vẽ cái sơ đồ thì đúng không, cũng đến chịu. Vì có phải lúc nào cũng làm, nó thi thoảng có con nó bị thôi, chứ không phải con nào cũng bị các bạn nhé. Nhưng mà đây là một trong những bệnh của con dòng 90 DB này, 80 cũng như là 90 này các bạn nhé. Y nhau, nó chỉ khác cái nào công suất thôi. Cái mặt thì nó khác cái này, là nó có cái 90 nó có thêm cái gạt này để mở thêm cái phạm vi băng tầng chỉnh sang mát này, còn chung thì không có. Đấy, chỉ khác nhau cái đấy, còn kích thước và như nhau các bạn nhé, mạch về cơ bản giống nhau. Nó chỉ khác ở cái biến áp to, tụ to hơn, và mạch công suất thông số nó thay đổi một tí thôi, vẫn là cái mạch nguyên lý đấy, nó thay đổi một tí. Thì đây là mình vừa chia sẻ với các bạn một cái
nội thất của con này. Và đây một cái bệnh mà khá phổ biến của dòng này các bạn nhé, một trong bệnh, chứ còn săn xui ấy thì con như con này phải nói cũng thuộc diện lành ấy. Mình thấy là cũng không hỏng vặt đâu, phải nói là lỏng mạch là không có, chỉ muốn lỏng cái này này vì nó mạch in hai mặt, phải nói là ấy. Mà con máy này cũng khá là mới các bạn này, sassy bảy màu. Nói chung là mình được cái thì nhiều bạn những cái bệnh về cái này này, nếu như không làm trải qua như mình khẳng định câu là rất khó. Cũng có pa nó dễ, nó chỉ bị một vài đường cơ bản đấy thì là làm rất nhanh, nhưng mà những con này là mình làm lâu rồi, mặc dù có sơ đồ rồi mình làm rất là cẩn thận vì nó bị dạng chập tròn, hà nó không hết, cuối cùng mình phải tìm lại, xác định lại vị trí để mình câu cái này bạn nhé, mình câu để mình câu cho nó chắc chắn không bị lại nhé. Đấy, nó có cái điểm này nó thông nhau này. Chẳng bây giờ mình khi có sơ đồ mình sẽ có thể mình biết được những cái điểm như này tận đây chẳng hạn, nó sẽ thông đi đâu nhé. Đây ví dụ đây một điểm này thì mình sẽ nhớ những cái thông đây thì đúng không. Đây các bạn nhìn nhá, đấy thì mình sẽ nhớ được một số cái đường, năm cái đường từ IC này là khá là quan trọng các bạn nhá. Cái đường này cũng rất hay bị này, làm rất khó chịu các bạn nhá. Đấy, thậm chí có một cái đường cấp nguồn từ đây sang con IC này nữa cũng rất hay bị nhá, thì làm một vế cứ lúc có lúc mất tiếng, những bệnh rất là khó chịu. Nhưng mà các bạn có thể nghe óp thì vẫn ok, cũng có trường hợp nghe óp nó vẫn mất nhưng nó cũng chập chờn đấy. Khi nghe chế độ on này nó on của cái DB nó hay hơn các bạn nhé. Đây mình sẽ bật cho các bạn xem. Thì khi đấy là chúng ta có thể chỉnh được cái này và tiếng nó sẽ khỏe hơn như kiểu qua một tầng kích ấy các bạn nhé. Đây mình sẽ bật máy lên. Đây là một trong những trường hợp mà nó là mình gọi là gọi xương sẩu. Nhưng con này là xương này vì nó bị ở cái dạng như thế mà nó bị nhiều đường các bạn nhé. Tức là những nhiều đường mình hàn đã được rồi. Đây ví dụ này mình đang để ở đây chế độ DB này là mình gạt cuối cùng với bên tay phải nhá. Đây nhá. Thì cái chép này sẽ có tác dụng các bạn này. Chép gọi chép play. Đấy. Cũng có trường hợp nó là bạn nhiều máy ấy, mình làm ấy, sợ là có những máy mình phát hiện có những bệnh ví dụ nóng quá này, hoặc có máy nó có cái tật mà nguy hiểm đến có thể là nhất là về phần chẳng như phần công suất nhà. Không phải cái nào mình biết, nhưng thi thoảng có cái nó biểu hiện rất rõ mình có thể phát hiện ra, nhưng mà tại sao nhiều lúc mình không dám nói khách hàng các bạn. Đôi lúc nói ra ấy, thì nếu khách quen giao khách lại người ta sẽ nghĩ mình vẽ vời để lấy tiền. Thế nên là nói là những cái trường hợp mình chỉ khách quen là một này, thợ hay làm của mình này, mình làm cho rất nhiều của thợ các cửa hàng ấy, những cái máy này là của cửa hàng này. Thì tại sao các cửa hàng người ta biết để người ta xử lý, bao giờ người ta đề là kiểm tra tổng thể thì mình sẽ hiểu là tổng thể hết máy, nếu cái gì mà phát hiện cũng có bệnh ngầm thì mình không phát hiện thì không nói, mình không phải là cứ khám là sẽ hết. Thế nhưng mà những cái nào biểu hiện là mình sẽ biết, về cơ bản là sẽ biết, nhất là nó theo dòng máy, cái nào bị nóng quá này hay bị cái này sẽ chạy lâu một lúc nó ngắt chẳng hạn nhá, hay nào đó thì mình sẽ xử lý luôn để người ta khi người ta bán với khách ấy. Thực ra xử lý thì cũng không quá khó, tiện một lần mở máy, thứ hai là nó ở tình trạng là chưa đến lúc mà không may phải cái pan bệnh nó làm cho chết công suất. Nhưng mình một số cái trường hợp mình chia sẻ như quá nhiệt hoặc sai bia gì thì là hơi sẽ rất là lằng nhằng các bạn nhé. Và cửa hàng người ta bán ra bây giờ hầu như đều bảo hành hết, kể cả không bảo hành nhưng mà vừa mua xong có khi không may nó trục trặc. Thì là vì cái máy này nó sản xuất lâu rồi, bệnh nó cũng chỉ là bệnh vặt thôi. Thế nhưng nếu chúng ta không xử lý, máy mới mua về mà bị người khách dám rất là phàn nàn các bạn nhé, rất là mất uy tín. Thế nên là bao giờ cửa hàng đấy người ta bảo kiểm tra tổng thể, và bao giờ đấy mình sợ những cái mạch ở bên trong có những cái bụi gì ở phía trong về mạch người ta không làm, mình sẽ nếu mình tiện mình sẽ xử lý luôn, còn bên ngoài thì cái phần người ta ấy thì mình không nói thì mình sẽ xử lý luôn cho khi người ta đề kiểm tra tổng thể. Thế thì nói thật bạn là kiểm tra tổng thể như thế bệnh vật vặt thì mình không lấy nhiều tiền đâu. Nhiều có điều khách tại sao mình không dám nói vì nhiều người sẽ nghĩ mình là vẽ vời ra để lấy tiền, nhưng rất là khó. Bản thân mình cũng muốn, nhưng mà thôi, chỉ người quen hoặc là khách nào làm mình đã hiểu rồi, hoặc những ai chơi âm thanh nhiều ấy, người ta có kinh nghiệm, người ta biết rằng có những cái dòng ấy là lên kiểm tra kỹ, thế nhưng không tuyệt đối được, nhưng mà sẽ giảm thiểu được những cái rủi ro nhá. Chứ còn không phải là cứ kiểm tra là sẽ sạch được, nhưng mà những cái nào mà có biểu hiện rõ ràng ấy,
nhưng mình nghe nói là quá nhiệt chẳng hạn, bị áp sai, hoặc có những trường hợp nó cứ sắp lổ 500. Nếu mình kiểm tra mình thấy mình sẽ xử lý luôn nhé. Hoặc một số đời ấy, như nó chuyên bị đấy chẳng hạn, như vậy 8 mức đôi chẳng hạn, chuyên bị con 5 chân chẳng hạn, thì người ta bảo thôi điện làm luôn. Thế nhưng mà thường thợ là người ta yêu cầu là phải thay xịn bạn, xịn thì cái con 5 chân ấy, thì kiếm khá khó như con này chẳng. Thế nhưng mà vì cái vị trí của nó không cho phép mình mở ra, mở ra lại hỏng cái khác, nên là đôi lúc mình cứ phải chấp nhận ngồi đo từng tí một, dò từng tí một loại nhá. Mà nó lại bị ở cái dạng này, nó không bị hẳn, nó bị mất được không mất, theo dõi rất là bực mình. Nên là nhiều lúc có những cái bệnh nó tưởng chừng là đơn giản nhưng cuối cùng rất là mất thời gian các bạn nhá. Thế là đôi lúc tại sao có những cái máy mà bệnh rất đơn giản nhưng mà lại không cao, cùng một bệnh lổ ngạn có những con máy 100.000, 100.000, con máy phải 200.000. Thế nào là các bác hiểu, không phải đôi lúc anh em thợ không phải là mình lấy đắt, mà nó rơi những cái trường hợp nó khó chẳng hạn, thì khi mà thợ phải dành nhiều thời gian vào để làm nó, nhất lại làm cẩn thận nữa, thì nên nhiều bác ấy, bác cứ chơi bác hoặc hiểu nói trên, tất nhiên có người là không đồng ý quan điểm là tiền nong không quan trọng, quan trọng làm cẩn thận hết bệnh. Thì đấy, cái đấy là cái mới là cái tiêu chí quan trọng. Nhưng những người ấy không nhiều, những người thích nhất là khách quen của mình, à, hoặc là người đã làm mình rồi, hoặc cái tính cách người tạm thoáng, đa số là cuộc sống nhiều lúc nó có những mặt trái, thì đôi lúc làm con người ta không tin tưởng nhau thì thôi, thì cái đấy nó cũng không quan trọng. Khi khách mà làm mình nhiều rồi thì sẽ tạo được cái niềm tin tốt, mình rất vui khi nếu mà ai đã gặp mình rồi thì có thể là sẽ rất là vừa ý các bạn nhé. Mình rất cẩn thận, mình rất là một cái tính cách rất hợp với cái nghề này. Có thể mình là cái duyên, có thể mình đã từng bỏ nghề rồi. Thời điểm cách đây khoảng 8-9 năm mình đã bỏ nghề theo nghề khác. Thì lúc ấy cái thời điểm điện tử nó không phát triển, và mình cũng muốn có một cái thay đổi, vì thực ra cái nghề này ấy, nó không làm giàu được. Nó chỉ là gọi là đủ ăn, nua gọi là nếu gọi là đóng góp cho vợ con đỡ vất vả thôi. Chứ còn nói làm giàu này ấy, thì một bác phải buôn bán thêm, hai nữa là buôn bán thêm, hoặc các bạn phải kinh doanh một cái thêm, mà bạn kinh doanh thêm linh kiện cái gì đó nhỉ. Như mình ấy, thì mình bây giờ cũng bận nên không có thời gian để mua những cái máy mà nó cũ, có thể mình nâng cấp lại để bán lại các bác. Mình nói thật chứ không phải là mình bỏ là cái máy này xịn xò, để nói chung là những cái máy nó bán những bác ít tiền nhỉ, cùng model 5.000 nhỉ, những con chất bò nó xấu rồi. Nói thẳng là đây con này giảm giá thành chất bò thì nó rẻ chỉ bằng một lửa chẳng hạn, hoặc cái cùng con này nó hỏng radio rồi, hoặc mặt nó xấu, hoặc là sắt xi nó han, thì giá thành nó thấp thì mình sẽ làm đấy. Còn thường những máy đẹp này là các cửa hàng các bạn nhé, máy giá thành rất là cao, máy như này này giá thành rất là cao này, bị mất điểm mỗi cái này nhưng tôi phải chịu, thì không thế thì không thể triệt để bậy nhé. Anh cái dây này giá thành phải chịu, nhưng mình cũng không có cách nào à. Thì câu kiểu kia bây giờ mở ra là rách hết cái cáp này thì càng chết, nên là đây gọi mà nếu như mình đảm bảo thì sau lần này là yên tâm nhá. Vì mình tất cả những cái này mình đã hàn hết rồi này, còn những cái nào mà nó bị như thế là mình đã đây trí các điểm mình đã xử lý hết rồi. Máy còn rất là đẹp, cũng có con đa, không phải con nào cũng bị câu dây đâu, hiếm lắm. Một là bị cầy rồi, không biết em dò ra nó hỏng cái cáp này, cứ dò ra mình khẳng định nó sẽ hỏng, thì dò ra cứ nay đi lại để đi dò mạch nó hỏng. Thứ hai là nhiều bác không biết cứ cắt, kinh nghiệm là dùng cái một cái dây, chả mình muốn tìm điểm này tìm một điểm nào đó thì mình mò mẫm à, mình chỉ chưa biết chẳng hạn, mình nghi chỉ trong mấy điểm này thôi chẳng hạn, thì mình dùng một cái tụ một mi mình ngăn vào để cho nó có 12 volume mỗi phải số 1 cho các bạn nhé, thật nhỏ không nó giống tiếng lên cái hoặc vào cái nguồn nó sung lên nhá, là chết công suất các bạn nhé, không thận là nó rất nguy hiểm. Nhưng máy này nó có bảo vệ, nhưng nhiều trường hợp xấu thì chẳng hạn không may phải cái máy nó đang có bệnh lèn là mình đã từng bị rủi ro rồi. Những máy mà chủ quan ấy, những máy nó bị lỏng ấy, thường tại ra những máy lỏng ấy thường ấy, đấy nó rơi là hay đèn than sò thì ít bị các bạn nhé. Những máy về sau này là chạy đèn than nó rất hay bị lỏng các bạn, do cái công nghệ hàn về sau này là người ta tiết kiệm như nào đó, mình biết những cái này thì chẳng bao giờ lỏng rồi, mặc dù máy in không to đâu nhưng mình thấy chẳng bao giờ hỏng rồi. Thứ hai là mình thấy chẳng bao giờ bị thối mạch cả, chắc là chất lượng mạch nó tốt. Còn về sau này có một số đời là sẽ bị yếu tố nhiệt độ, độ ẩm làm cho mạch bị thâm các bạn nhé. Nhưng phải nói đời này mình thấy là
và nói mạch chưa bao giờ mình thấy bị lỏng, kể cả chân các con đèn công suất nguồn gì nhỉ, chưa bao giờ mình thấy bị lỏng. Có rất hiếm là do bị rơi hoặc là nó quăng quật quá thì bị lỏng những cái mà phía trên nó lạ ấy, thì nó sẽ như chân này nhỉ, thì nó do nó lắc đi lắc lại ấy, trong quá trình vận chuyển ấy, thì nó bị lỏng về nhà lại. Thế còn phải nói mạch in nó phải nói là mình cảm thấy là không chê được điểm gì cả, mỗi mạch DB làm gọn quá. Ngay nó bị cái chuyển mạch nó đè lên này, bây giờ các bạn có dò ra thì bạn cũng không thể dò cái chuyển mạch ra được nhé. Cái còn cái chuyển mạch nó cũng có trường hợp hỏng hiếm lắm bạn nhé, hiếm lắm, có nhưng không phải không, hoặc nó dạng ở bẩn thôi, lúc có không là do chuyển mạch, chứ còn để mà hỏng hẳn cái này mình nghĩ có hơi ít. Nhiều người không biết em nhổ này ha, mình còn gặp một trường hợp nhổ ha, tè tét là vì cái này nó không phải một mặt đúng không ạ, không tháo đâu, không tháo ra vì có một dụng hết chân này, cố tình tháo ra là nguy hiểm vì nó là hai mặt. Vừa giờ mình giới thiệu các bạn con Omni Sansui 8080V và chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình sửa cái dòng này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, hẹn gặp lại các bạn video sau.